Sáng nay ngày 20 tháng 3, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 1.841 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, đi qua địa bàn các huyện Chư Mờ Ga, Chư Quyên, Krông Bắc và thành phố Buôn Ma Thuột. Quy mô công trình giao thông cấp 2, tổng chiều dài tuyến hơn 39,6 km. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2024 và đưa vào khai thác trong năm 2025. Đối với công tác bàn giao mặt bằng thi công, tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2024 đạt 86%, tổng số vốn đã giải ngân trên 1.057 tỷ đồng. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các dự án, báo cáo của Ban Quản lý Dự án và ý kiến của các thành viên đoàn công tác, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk và là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình, đồng chí Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những đoạn còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công, sớm hoàn thành khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân. Các nhà thầu cần tập trung phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2024. Sáng nay ngày 20 tháng 3, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Báo Lao động nhằm trao đổi thông tin hợp tác tuyên truyền thời gian đến. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà thông tin với đoàn công tác Báo Lao động về những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn và công tác phối hợp tuyên truyền của tỉnh với Báo Lao động thời gian qua, cùng với các cơ quan báo chí địa phương và trung ương hoạt động trên địa bàn. Công tác thông tin tuyên truyền của Báo Lao động đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế địa phương, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà đề nghị Báo Lao động tiếp tục đồng hành tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo Báo Lao động cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk trong công tác phối hợp tuyên truyền, tạo điều kiện cho phóng viên thường trú Báo Lao động tác nghiệp tại địa phương. Mong lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng tạo điều kiện để Báo Lao động thành lập văn phòng tại tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng các tin bài về Đắk Lắk đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Sáng nay ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024 và kỷ niệm 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển. Dự buổi lễ có đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo để đưa thành phố Buôn Ma Thuột phát triển toàn diện, tập trung huy động các nguồn lực, có kế hoạch triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn đăng ký thực hiện từ 1 đến 2 nội dung trọng tâm, thành phố triển khai xây dựng ít nhất một mô hình tiêu biểu, một công trình thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tập trung phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc, trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh trên các tuyến đường, công viên, khu vực công cộng, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố cà phê của thế giới.
nhằm tạo nền tảng vững chắc hướng đến năm 2045, thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm, cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên về du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Tại buổi lễ, các cụm khối thi đua của thành phố Buôn Ma Thuột đã ký kết giao ước thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, ngày 22 tháng 11 năm 1904, ngày 22 tháng 11 năm 2024 và kỷ niệm 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển. Chiều nay ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để đánh giá công tác phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 4 người tử vong nghi do mắc bệnh dạy. Các trường hợp tử vong đều do chủ quan không tiêm phòng vaccine dạy sau khi bị chó cắn mèo cào. Để kịp thời triển khai phòng chống bệnh dạy, trong 3 tháng đầu năm 2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã xuất cấp 2.500 liều vaccine dạy để tiêm phòng cho chó mèo tại các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ tiêm phòng dạy cho chó mèo rất thấp. Đối với công tác lấy mẫu giám sát dịch bệnh, từ tháng 1 năm 2024 đến nay, qua lấy 8 mẫu, có 5 mẫu dương tính với virus dạy. Điều này cho thấy virus dạy trên đàn chó mèo trên địa bàn tỉnh còn lưu hành nhiều. Vì vậy, bệnh dạy có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới tại các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh, chính quyền các cấp cần tổ chức quản lý lập danh sách các hộ nuôi chó mèo. Toàn bộ đàn chó mèo nuôi trong địa bàn xã, phường, thị trấn đã tiêm vaccine dạy, phải có giấy chứng nhận tiêm phòng, tổ chức tiêm vaccine phòng dạy cho đàn chó mèo đã hết thời hạn miễn dịch. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở ngành địa phương cần nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ mua vaccine dạy cho đàn chó mèo tại địa phương, đặc biệt là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong phòng chống bệnh dạy. Chiều qua ngày 19 tháng 3, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại huyện Krông Bắc về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển cà phê bền vững giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030. Năm 2023, huyện Krông Bắc có 20.107 hectare cà phê, tăng 2.273 hectare, sản lượng đạt hơn 47.800 tấn, tăng hơn 8.200 tấn so với năm 2017. Trong giai đoạn năm 2018 đến năm 2020, huyện Krông Bắc đã tái canh được 1.275 hectare, bằng 54% kế hoạch. Năm 2024 đến năm 2025, huyện Krông Bắc có kế hoạch tái canh khoảng 1.106 hectare bằng các loại giống TR9 và TR4 cho năng suất cao và có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh, gỉ sắt. Qua kiểm tra thực tế các diện tích cà phê của huyện Krông Bắc, đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Krông Bắc đạt được trong việc phát triển cà phê bền vững. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục triển khai việc phát triển cà phê bền vững theo đúng tinh thần của nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường tuyên truyền, tập huấn, vận động không để nông dân trồng thuần cây ăn quả trên diện tích quy hoạch phát triển cây cà phê. Những diện tích trồng xen cây ăn quả vẫn phải đảm bảo mật độ cây cà phê theo quy định, tránh tình trạng giảm dần diện tích cà phê khi cây ăn quả có giá trị như thời gian vừa qua. Sáng nay, ngày 20 tháng 3, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về phát triển cà phê bền vững tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê E Tiêu, huyện Chư Quyên. Theo báo cáo tại buổi giám sát, đến 31 tháng 12 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê E Tiêu được giao gần 780 hectare đất sản xuất. Hầu hết diện tích đều trồng cà phê từ trước năm 1990, già cỗi và năng suất thấp. Thực hiện nghị quyết 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển cà phê bền vững, đến nay công ty đã tái canh được hơn 327 hectare bằng giống TR4 và TR9, đạt gần 50% diện tích vườn cây. Năm 2023 có hơn 173 hectare tái canh đã cho thu hoạch, năng suất cà phê tái canh đạt từ 2,8 đến 3,5 tấn một hectare. Sau khi trừ chi phí lãi từ 75 đến trên 100 triệu đồng một hectare.
Diện tích còn lại trồng cách đây hơn 30 năm đã già cỗi, cần được tái canh nhưng công ty đang thiếu vốn đầu tư. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê E Tiêu đã đạt được trong phát triển cà phê bền vững, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc phát triển cà phê bền vững theo đúng tinh thần của nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý sản xuất chế biến để việc phát triển cà phê bền vững đạt hiệu quả cao hơn. Chiều ngày 19 tháng 3, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại hai xã E Tiêu và E Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi lễ, đại diện thân nhân gia đình 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố đã trao những tài liệu, hiện vật của các liệt sĩ cho Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị để lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân. Ngoài ra, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cũng tiếp nhận 73 tài liệu, hiện vật quý phản ánh về các sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Đắk Lắk từ năm 1986 đến nay. Theo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, những tư liệu hiện vật gắn liền với lực lượng Công an Nhân dân và sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là những di sản vô cùng quý giá, không chỉ phản ánh lịch sử quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, mà còn có giá trị to lớn trong công tác giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, tuyên truyền về bản chất cách mạng và những giá trị văn hóa tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý nhiều lái xe vi phạm giao thông từ những video clip và hình ảnh do người dân cung cấp. Đây là hình ảnh xe khách mang biển kiểm soát 47B00089 có hành vi vượt đèn đỏ tại km 5 đường vành đai phía tây thành phố Buôn Ma Thuột đã được một camera hành trình của người dân tham gia giao thông ghi lại chuyển cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh được chiếc xe khách vượt đèn đỏ này là của nhà xe Thu Đức do tài xế Nguyễn Thông, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển. Qua làm việc, tài xế Thông đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tài xế Thông đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe với thời gian 2 tháng. Còn đây là hình ảnh trên quốc lộ 26, một xe ô tô tập lái mang biển kiểm soát 47A26114 chạy từ hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Cờ Đông Bách đã liên tục đánh võng, vượt ẩu cả bên trái và bên phải nhiều phương tiện đang lưu thông cùng chiều trên đường. Thậm chí, chiếc xe này còn lấn làn vượt ẩu ngay trên đoạn đường có vạch cấm vượt. Toàn bộ hành vi vi phạm giao thông của chiếc xe đã được camera hành trình của một số phương tiện đang lưu thông trên đường ghi lại, đưa lên mạng gây bức xúc dư luận. Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã lập tức xác minh được tài xế xe vi phạm là ông Nông Văn Khánh, trú tại huyện Crom Năng. Ông Khánh đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm, chịu mức phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng. Trên cơ sở các cái hình ảnh tài liệu của người dân cung cấp thì chúng tôi đã tổ chức tiếp nhận và phân công lực lượng tổ chức xác minh làm rõ và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm chính theo đúng quy định pháp luật. Thì thông qua cái việc người dân ghi nhận và cung cấp các hình ảnh tài liệu phản ánh về vi phạm giao thông trên các tuyến giao thông thì cũng thứ nhất là giúp cho lực lượng công an xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo cái việc thực thi các quy định pháp luật liên quan đến trật tự giao thông. Cái thứ hai là thông qua việc này thì cũng nâng cao cái ý thức của người dân trong việc tham gia và chấp hành luật giao thông đường bộ. Vì không chỉ riêng lực lượng giao thông mà rất nhiều người dân ở xung quanh sẽ giám sát các hành vì của chúng ta khi tham gia giao thông. Do vậy thì nếu mà làm tốt cái việc này thì sẽ giúp cho người dân nâng cao cái nhận thức và cái ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Hiện nay, rất nhiều xe ô tô có camera hành trình tham gia giao thông trên đường hoặc người dân sử dụng điện thoại thông minh có thể quay, chụp những hành vi vi phạm an toàn giao thông của các tài xế, nhà xe gửi cho cơ quan công an để xử lý.
những thông tin hình ảnh được cung cấp từ người dân sẽ hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng cảnh sát giao thông trong công cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ xử lý các lái xe vi phạm an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, xu hướng lựa chọn ngành nghề để khởi nghiệp của giới trẻ phong phú đa dạng với nhiều loại hình kinh doanh năng động, mới mẻ, bám sát nhu cầu của thị trường và thu được lợi nhuận đáng kể. Đam mê kinh doanh nhưng chưa đủ tiềm lực nên nhiều bạn trẻ lựa chọn khởi nghiệp bằng hình thức kinh doanh online. Có nhiều người thành công và sở hữu mức thu nhập ổn định nhờ kinh doanh theo hình thức này. Trên thực tế, sự phát triển của các trang mạng xã hội là lợi thế để nhiều bạn trẻ tận dụng và phát huy thế mạnh trong kinh doanh. Các bạn trẻ đã lựa chọn kinh doanh online trên các mạng xã hội hoặc các trang thương mại điện tử để giảm thiểu chi phí mặt bằng, nhân công. Chiếm 90% doanh số từ việc bán hàng online qua mạng xã hội, anh Trương Hoàng Ký cho biết, việc kết hợp bán hàng theo hình thức truyền thống và bán hàng online mang lại hiệu quả cao. Qua mạng xã hội, sản phẩm đã tiếp cận khách hàng trên khắp cả nước và nước ngoài. Lợi thế của bán trên mạng xã hội thì là bán được nhiều, với lại được tệp khách hàng của mình nó sẽ rộng lớn hơn và mình đưa được những sản phẩm và những hình ảnh. Mình có thể tự chỉnh hình ảnh, tự quay và tự update lên trên đó. Nắm bắt xu hướng kinh doanh mua sắm kết hợp giải trí, nhiều thanh niên tại Đắk Lắk đã phát triển bán hàng trên mạng xã hội bằng các video clip có nội dung độc đáo, thu hút giới trẻ. Không dừng lại ở hình thức bán hàng truyền thống, anh Nguyễn Thanh Phong tại xã E3, huyện Buôn Đôn đã tiếp cận với các sàn thương mại điện tử để bán hàng. Bằng các video clip tự quay dựng về quá trình sản xuất mật ong, hiện sản phẩm của anh đang được quảng bá rộng rãi đến nhiều đối tượng khách hàng trên cả nước. Nghề của mình thì nuôi ong, thì mình chỉ làm chuyên đề về nuôi ong và hướng dẫn cho người dân họ nhận biết được cái mặt nó có giá trị như thế nào. Rồi sau đó mình chia sẻ kỹ thuật về người nuôi ong. Mình muốn xây dựng cái kênh của mình, chính thống của mình để nâng tầm cái sản phẩm của huyện Buôn Đôn lên. Bên cạnh các ưu điểm tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, nhân công thì kinh doanh online cũng gặp không ít khó khăn khi mức độ cạnh tranh ở loại hình kinh doanh này gay gắt. Hiện tại là TikTok thì nó có cái kênh TikTok Shop á, thì tương đối hiệu quả. Thì hiện tại là những cái bạn mà đã làm demo á, thì bắt đầu đã có những đơn hàng mỗi ngày nó đã kiếm được vài triệu đồng trên TikTok Shop rồi. Đó, thì ngoài những cái kênh như trước đây á, là như là Shopee, như Lazada đã làm được rồi, cũng có các anh chị đã làm rồi. Nhưng mà TikTok thì nó tiếp cận nhanh hơn, có nghĩa là gần hơn, làm cho khách hàng họ đến gần với mình hơn nữa. Họ hiểu về sản phẩm một cách là hàng ngày mình public trên đấy, là họ hiểu chi tiết luôn, mình làm những cái gì, tất cả mọi thông tin về sản phẩm, về cách làm, về mô hình họ đều nắm bắt được hết. Bán hàng online trở thành một xu hướng thịnh hành dành cho những bạn trẻ có ý tưởng, niềm đam mê kinh doanh. Tuy nhiên, số người bán hàng online thất bại cũng không ít. Vì vậy, trước khi bắt đầu công việc kinh doanh, cần trang bị những kiến thức cần thiết, tìm hiểu kỹ những vấn đề liên quan đến sản phẩm sắp kinh doanh, đối tượng khách hàng sẽ tiếp cận, thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhằm hạn chế được mức độ rủi ro và cơ hội thành công nhiều hơn. Bên cạnh đó, kinh doanh online cũng cần phải tuân thủ chính sách thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Theo các chuyên gia, các cơ sở người kinh doanh online nên tự giác kê khai và nộp thuế theo quy định.